Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai đem những chậu sứ Thái Lan của mình từ trong nhà ra nha các bạn. Thì mình đem ra thì mình sẽ xả tàn nó theo cái tiếng ở bên Việt Nam nói là xả tàn, tức là cắt ngọn nó các bạn, và vệ sinh nó, tức là lấy những cái lá héo tàn như thế này bỏ, với lại cắt những cái nhánh mà nó bị úng đó các bạn. Mặc dù mình để ở trong nhà nhưng mà nó vẫn bị úng như thường nha các bạn. Thì mình sẽ cắt bỏ những cái nhánh đó, rồi mình sẽ thay đất. Mình lấy đất ở trong chậu ra phân nửa, rồi mình sẽ bỏ đất mới vào. Thì Quỳnh Mai luôn là dùng đất cái bao màu xanh dương này của hãng Miracle-Gro nha, Moisture Control Potting Mix đó. Tại vì cái phân bao này người ta đã trộn sẵn đủ các chất dinh dưỡng vào và tơi xốp, nên mình trồng cây sứ Thái Lan rất là thích hợp để cho nó thoát nước và không có bị thối củ nha các bạn. Nói tóm lại là mùa đông năm nay sứ Thái Lan của mình có 5 chậu lớn các bạn, và 5 chậu dừa dừa và 5 chậu nhỏ. Thì những chậu kia mình đã làm xong rồi, bây giờ tới những cái chậu lớn, củ lớn như thế này thì mình sẽ làm và chia sẻ với các bạn nha. Thì tình hình là bây giờ mình nhìn qua thì mình thấy nó có hư chút đỉnh, nhánh của nó các bạn bị úng chút đỉnh. Thì mình sẽ dùng cái dao bén để cắt. Đây là con dao mà mình sử dụng, nó hơi to nhưng mà nó rất là bén. Mình cắt ngang cái cành nó rất là ngọt nha các bạn. Còn nếu mình cắt bằng kéo thì nó sẽ bị dập nha. Và mình chuẩn bị sẵn, đây là cái hũ dâu ăn trầu mà mình mua ở tiệm Á Đông nha. Dùng để sát trùng vết thương nha. Cái dâu này là dâu màu đỏ đó. Dôi đỏ thì dôi màu gì cũng được, miễn sao nó sát trùng cái vết thương khi mà mình cắt nhánh đó các bạn. Đặng cho nó bị không có nhiễm khuẩn thì mình có chuẩn bị. Đây là cây cọ nha, dùng để mình nhúng vào trong cái hũ đó rồi mình quét lên vết thương, với mình quét sơ sơ ngoài da của nó để cho nó không có bị lây lan nha các bạn. Và mình chia sẻ với các bạn là mình khi mình xả tàn xong thì mình để khô cho nó chừng 3-4 ngày để vết thương nó khô miệng. Cái chỗ vết thương nó khô thì khi mà nước nó vào thì nó không có bị hư cây nha các bạn. Và nếu mà trời có mưa thì các bạn chịu khó đẩy vào trong gara nha. Tại vì mình mới xả tàn thì cái củ sứ nó rất là yếu, nếu nước mưa vào thì mình sợ nó bị thối củ nha. Thì bây giờ mình bắt đầu xả tàn cái cây này trước các bạn. Thì các bạn nhìn thấy cái cây sứ của mình nó rất là nhiều nhánh và nhiều ngọn nha các bạn. Thì bây giờ muốn cho nó có nhiều hoa mà ít lá trong cái mùa hè tới thì mình phải cắt ngọn nó các bạn. Thì mình xem cái nhánh nào dài quá, với lại xem toàn thể cái bộ tàn của nó xem như thế nào thì mình mới cắt nha. Thì mình nhìn thấy cái củ sứ này thì nó rất là nhiều nhánh, mình sẽ cắt những cái nhánh nào dài, còn nhánh nào mà ngắn cỡ chừng 1 inch như thế này thì mình giữ lại, mình không có cắt nó. Còn cái nhánh như dài như vậy thì mình cắt ngang cái ngọn nó để cho nó nhảy ra 2-3 cái ngọn mới.
thì nó mới có bông nha. Rồi mình xem chỗ mình rờ chỗ nào cái nhánh nó mềm, nó màu vàng đó là nó hư các bạn, thì mình dùng con dao này mình cắt ngang đó. Như cái ngọn này nè, nó mềm mèo nè các bạn, thì mình sẽ cắt ngang, xong rồi mình lấy vôi mình quét lên nha. Ở đây cũng có một nhánh nữa nè, một nhánh hư các bạn đó. Cái nhánh hư mềm mèo mình bẻ qua nó quặt qua quặt lại, chứ mà nhánh khỏe thì mình bẻ nó không có quặt nha. Thì mình chia sẻ với các bạn như vậy. Bây giờ mình bắt đầu cắt nha. Quỳnh Mai đã thay đất cho các chậu sứ Thái Lan rồi các bạn. Và mình đã cắt tỉa cái tàn của nó. Cái nào mà bị thối cành hay gì là Quỳnh Mai cắt hết. Và mình đã dùng cái vôi để quét lên vết thương, để cho vết thương không có bị nhiễm trùng nha các bạn. Đó, nhiễm khuẩn thì không có nhiễm khuẩn thì nó không có thối củ nha. Và mình cũng quét vòng quanh cái củ sứ Thái Lan này, tại vì kiến á, các bạn nó rất thích chung vào trong những cái lỗ của cây sứ Thái Lan để làm ổ, nên Quỳnh Mai đều quét vôi hết đó. Thứ nhất là vôi làm sát trùng vết thương khi mà mình cắt đó. Rồi thứ nhì là trừ kiến các bạn. Thì những năm cây của Quỳnh Mai đều xả tàn, cắt ngọn hết các bạn, và cắt bỏ những cái nhánh mà bị hư. Rồi Quỳnh Mai thay đất, lấy đất cũ ra, bỏ đất mới vào tơi xốp đó. Thì quét vô như thế này thì sát khuẩn rất là công hiệu nha các bạn đó. Những chỗ có vết thương hay chỗ kiến đục mình đều quét vào hết đó, các bạn. Thì năm cây sứ của Thái Lan của mình đã được chăm sóc rất là kỹ nha. Thì bây giờ mình sẽ tưới nước nó một lần thôi nha. Rồi mình đậy đem ra ngoài ngoài nắng, mà nghĩa là full sun, tức là nắng hết ngày đó các bạn. Mình để, tại vì sứ Thái Lan này mà là một loại cây xương rồng ở sa mạc, nên nó rất là thích nắng nha, và nó ghét mưa. Mưa mà dài ngày là nó bị úng liền. Nên khi mà cắt tỉa nhánh của sứ Thái Lan thì các bạn nhớ trời mưa đem vô trong nhà, để chừng nào mà nó lành vết thương rồi thì hãy đem ra phơi nắng cho nó, càng nhiều thì nó càng có bông nhiều nha các bạn. Rồi, vậy thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn cách cắt tỉa xả tàn cây sứ Thái Lan khi mùa đông đã qua, và cách trị vết thương nó bằng vôi ăn trầu của người Việt Nam mình, để sát khuẩn, và mình thay phân đất ở trong chậu của nó để cho nó có dinh dưỡng để nuôi cây, và mình cắt tỉa nhánh của nó để mùa hè này sẽ có nhiều hoa nha các bạn. Tại vì mình cắt tỉa một cành thì nó sẽ nhảy ra hai cành các bạn, và có khi ba ngọn luôn. Thì trên đầu ngọn nó là mai mốt sẽ mọc ra bông nha. Nhiều người ta trồng sứ Thái Lan là khi mùa hè tới hoặc Tết tới thì toàn thấy hoa chứ không có thấy lá nha các bạn. Thì mình cắt tỉa xả tàn để cho nó có hoa nhiều đó. Cũng như chậu này của Quỳnh Mai rất là nhiều cành nha. Cành nhiều chừng nào thì hoa nhiều chừng nấy nha các bạn. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai, đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn kỳ sau.